Kính thưa quý ông bà và anh chị em. Thông thường khi chúng ta nghe các bài đọc lời Chúa hôm nay và chúng ta có khuynh hướng áp dụng lời Chúa trong cách ứng xử thường ngày. Tuy nhiên, trong chính dòng chảy của phụng vụ phụ mà các chữa nhật gần đây đã nói đến với chúng ta vốn diễn tả hình ảnh của nước thiên chúa Nhất là từ giáo huấn của thư Hiếp Ri nơi bài đọc 2 Chúng ta có thể xác định được rằng Phụng vụ lời Chúa hôm nay hướng ánh nhìn của chúng ta về bữa tiệc thiên quốc Đầu tiên là bài đọc 1 Tác giả thư Hiếp Ri hướng chúng ta đến núi thánh của Thiên Chúa Số là các kỳ tô hữu gốc Do Thái lúc bấy giờ đang gặp khó khăn khi họ bỏ đạo Do Thái để theo kỳ tô giáo Xem ra trong mắt của những người còn lại Họ đã bỏ núi Sinai vốn là biểu tượng linh thánh của họ Nơi họ có một sự tiếc nối giống như con cái Israel khi gời bỏ chính đất nước Ai Cập vậy Lúc bấy giờ họ đang luyến tiếc củ hành cụ tỏi ở bên đó Và ở đây tác giả thư Hiếp Ri đã nhắc nhở họ rằng Họ đã bỏ đi biểu tượng tôn giáo là thành thánh Jerusalem ở dưới đất nhưng chính lúc bấy giờ Họ đang hướng tới thành đô trên trời Là chính Thiên Chúa Do đó mà Bữa tiệc hôm nay sách tin mừng nhắc đến Có sự hiện diện của Đức Giêsu Phải được hiểu là bữa tiệc Thiên Quốc Ở đây Đức Giêsu hiện diện trong bữa tiệc với tư cách là đứng thiên sai để mở ra một bữa tiệc khác rộng lớn hơn và sang trọng hơn cũng như là đích thực hơn đó chính là hình ảnh mà thư Hiếp Ri đã diễn tả cho chúng ta Tuy nhiên, để có thể tham gia vào bữa tiệc thiên quốc ấy Bữa tiệc mà có chính Đức giê -xu hiện diện Chúng ta cần phải có hai điều kiện Thứ nhất, khiêm nhường trước ân sủng Trong bảy mối tội đầu thì kiêu ngạo là thứ tội đứng đầu là nguyên nhân làm cho con người xa cách Thiên Chúa Hẳn chúng ta còn nhớ câu chuyện vườn địa đàng. Nguyên tổ của chúng ta không muốn trở nên thọ tạo của Thiên Chúa mà muốn bằng Thiên Chúa. Và bởi đó mà khi họ đưa tay hái trái và chính hình ảnh đưa tay hái trái đó đã diễn tả cho chúng ta việc con người kiêu ngạo, không muốn thừa nhận mình là thọ tạo của Thiên Chúa nhưng lại chính trở nên ngang hàng với Thiên Chúa và theo truyền thống do thái giáo khách được mời không có quyền chọn chỗ cho mình nhưng là do chính gia chủ xếp đặt cho cho nên khiêm nhường ở đây được hiểu là sự nỗ lực thực thi kế hoạch của thiên chúa là hiện diện trong chính chương trình của người còn phần thưởng là bởi chính người ban cho như chủ nhà tự ý xếp vị trí cho thực khách của mình và bởi đó mà chúng ta nhận ra đây chính là ân ban chứ không phải nguyên sự cố gắng của chúng ta. Câu chuyện về chủ vườn nho mời những người làm việc khác nhau đi vào trong chính vườn nho của mình để làm việc và phần thưởng sau đó là một minh chứng cho chính giáo lý của Đức Giêsu hôm nay. Như vậy biết mình là con cái Thiên Chúa Được đồng bàn với Chủ Là điều vô cùng vinh dự Đối với hết thảy mọi người chúng ta Sự nhận biết này sẽ giúp chúng ta Tránh khỏi những xu hướng tranh chấp hồng Dành cho được một sự để ý tầm thường Mà người khác dành cho mình Nhiều người hiểu sai về lời dạy của Đức Giêsu hôm nay Do đó mà khi tiệc tùng Thì muốn được ngồi ở bàn cho hết hoặc là khi đi vào trong nhà thờ thì muốn được ngồi ở trong các góc tối để cho người ta không muốn nhìn thấy mình hẳn là không như vậy Đức Giêsu không dạy cho chúng ta khiêm nhường ở đây như thế nhưng là biết nhận ra đúng vị trí của mình khiêm nhường là biết mình biết đúng vị trí của mình là sống đúng với ơn gọi của chúng ta chúng ta không được phép lại đến tính khiêm nhường để tự khước bổn phận vai trò của mình trong cộng đoàn nhất là khi chúng ta dùng chính cái việc khiêm nhường ấy để kết án anh chị em của chúng ta noi gương đức giê xu người đã trở nên bé nhỏ để cúi xuống dưới chân nhân loại và người đã phục vụ hết mình thế nào thì chính mọi người chúng ta cũng vậy chúng ta cũng được mời gọi trở nên nhỏ bé trong việc dám đảm nhận lấy trách nhiệm của cộng đoàn trong tinh thần bác ái yêu thương và phục vụ ấy đó chính là thái độ khiêm nhường mà tin mừng hôm nay muốn thực sự diễn tả cho chúng ta thứ hai thái độ cân xứng đối với con người nhất là những người bần cùng nghèo đói lẽ thường chúng ta muốn làm việc gì cho mình cho người khác đều muốn mình sẽ được đền đáp lại cân xứng. Đây là một hành động kiểu như là hòn đất ném đi và hòn trì được ném lại. Vòng lẫn quẩn ân nghĩa đó có qua có lại cứ thế xoay vần và không ai còn nợ ai. Thế nhưng, lối sống này không thích hợp với người kỹ tố hữu. Thật vậy, bàn tiệc năm ấy dường như có sự loại trừ số là gia chủ năm đó đã mời cho mình bạn bè bạn hữu anh chị em bà con láng giềng giàu có nhưng hình ảnh của bàn tiệc nước trời luôn là hình ảnh của những con người nghèo khó đối rách bệnh tật và đuôi mù những con người này cần đến tình thương sự tôn trọng và thân tiếng phẩm giá con người như vậy cái vòng lẫn quẩn của xã hội thông thường bị phá đổ hoàn toàn người ta không còn đối xử với nhau theo kiểu hòn đất ném đi hòn chì ném lại như vậy nữa nay tôi mời anh mai anh mời tôi nhưng tất cả được đặt trên chính sự tương giao của tình yêu đó là sự kính trọng dành cho nhau sự thay đổi này thật lớn lao bởi vì mời dự tiệc không chỉ là phân phát lương thực cho những người khốn cùng nhưng còn là nơi là chốn mà chính mọi người chúng ta dành cho nhau sự tôn trọng và thăng tiến phẩm giá của con người vậy. Cũng giống như ở trên, nhờ khiêm nhường đón nhận đúng vị trí của chúng ta, chúng ta được Chúa nâng lên đồng bàn với người, thì ở đây vì chúng ta đón nhận những người bất hạnh sẽ là lý do để chúng ta được Chúa đáp lễ trong ngày kẻ chê sông lại. Thưa anh chị em, những ngày sống trên trần gian của chúng ta là những thời khắc đưa chúng ta đến bữa tiệc gần Đức Giêsu hơn. Nhờ khiêm nhường phục vụ Thiên Chúa và tha nhân, tôn trọng phẩm giá của họ, nhất là những người nghèo khổ, như sách huấn ca hôm nay nhắc nhở mọi người chúng ta. Có như thế chúng ta mới xứng đáng mà thưa lên cùng Chúa của chúng ta như chính lời đáp ca mà chúng ta vừa nghe hôm nay lạy chúa xin ban cho chúng con là những nghèo khó có chốn nương thân trong chính nhà của ngài amen